Chào anh chị buổi chiều nha. Bữa nay ngày 4 ngày 22 tháng 2 2021 gì nha. 14 giờ chiều nay em sẽ có lên video là con ủ nha anh chị, nồi ủ. Nồi nồi chảo nóc chị nha. Thì ở đây thì em sẽ lên mã số, chị gọi mã số cho em nha. Thì cứ 14 giờ chiều tân nguyện của em sẽ lên phát sóng. Đầu tiên em sẽ lên ủ trước. Lấy ủ trước à. Lấy ủ thôi. Ủ bây giờ. Lấy dài dài dài, để tôi giấy đi ra. Con này là 1,6 triệu gì nha, Tiger 3 lít gì nha, không 3 lít. Bao đẹp xịn sò được 3 lít chị nha. Ba lít chị nha, nấu thôi. 1,6 triệu chị nha, 1,6 triệu. Cũng hết giờ. Thế giúp mới nè. Số 1 đầu tiên 1,6 triệu ba lít chị nha, ghi ba lít nó trừ 3.5 luôn, em ghi 3.5 luôn. Một chiều gửi cái xe chị nha, con chị gửi 3 lít luôn. Rất đẹp chị nha, rồi rất đẹp đấy. Chị gửi con 16 á, lộn á. Con tới 16 rồi, con này 2 chiều gửi 3 lít ta. Con này chị gửi 3 lít. Con này là ủ chị nha. Con này 1,5 triệu đi nha. 1,5 triệu. Ba rít nè. Thách dưới đi. Đây đây con Nghệ An. Có 2 quả ăn được rồi. Pin ăn kìa. Đây là con 1,8 triệu gì nha, 4,5 lít. Lấy gì ăn đi. Cái này nó vậy nó không sao chị nha, chung là đẹp trai. Ba 4,5 lít chị nha, cái này 4,5 lít chưa đó, chưa vệ sinh cái ai cái nồi nha, mới vệ sinh cái lòng nồi hay chưa vệ sinh cái nồi nên nó nhìn nó không sáng mà. Nhưng mà con này cũng rất đẹp, con này có hiệu của thằng chép gì đấy. Bốn lít rưỡi gì nha. Thôi tôi trả cho. Ừ. 1,8 triệu gì nha, 1,8 triệu, 4,5 lít. 4,5 lít chia 8 gì nha, 4,5 lít chia 8. Theo con chịu 7. Coi như 7 rất đẹp, hiệu chép chưa chị. Còn rất mới chị nha. 3 lít nha. Con này ngoài thay tay rồi. Con nó thay cái tay nó bị gãy cái tay, nó bị nứt cái tay thay tay. Con nó nấu cơm nó ăn nó đẩy sáng ngày đẩy một ngày luôn. Nồi ủ này chức năng của nó là anh chị có thể ủ đồ ăn trong thời gian dài được chị nha, từ sáng chiều rồi từ chiều nửa đêm được cha, không cần hâm lại, tiết kiệm rau, tiết kiệm thời gian chị nha. Con này có số 4, con này thì 7 hả? Con này 3 lít nha anh chị. Ủ là không cần phải nấu hay nhiều lần trong ngày, chỉ nấu một lần đổ vô rồi chị có tới giờ chín tới giờ ăn chị đem múc ra vẫn còn nóng nha, gọi là ủ rồi nha anh chị. Con chịu 6 chút xe, con này rất đẹp.
Thằng này cũng 3 lít thôi. 16 và 3 lít. Ba lớp chị số 5 nha. Con này tổng quan cũng rất đẹp. Nặng lắm. Mắt in Japan chị à, mắt in Japan. 2 triệu. Con 2 triệu bự tà bá nè. 4,5 2 triệu nha. À, giờ nặng quá, phải nặng ghê trời. Nặng 3 ký mấy luôn chị. Hai triệu bốn rưỡi gì nha, 2,5 triệu. Thì thay chép chị nữa nha. Có móp nhẹ ra nha, nhà con mình cắt mới. Cái xanh là canh mắt đi cho ban chị nha. Mắt đi ra ảnh đi luôn. Hai triệu chị nha. Con 1,8 triệu 4,5 nha, ghi 4,5 triệu nữa hả, con 4,5 triệu, số 6,5 triệu nha. Con này 4,5 triệu tiếp theo chị nha. Con này cũng khá đẹp, nặng là Tiger nha anh chị. Hai 1,8 triệu số 7 chị nha. Một triệu ta, một triệu tám. Một triệu tám, 4,5 triệu chị nha. Thì bồng 4,5 triệu. Con số 7 là 4,5 triệu gì nha, tức là nồi. Cái này nguyên khói gì nha. Thuộc nguyên khói nha, đã qua sử dụng. Dùng từ chị nha, dùng từ. Đường kính 21 chị nha. Cao 9. Móc kỳ kỳ thôi, 250 nha. Số 8 250 nha, nồi. Tiếp theo nồi nữa chị nha, cái nồi nó nguyên khói lên chị nha. Nguyên khói luôn. Đã qua sử dụng. Đường kính 24 chị nha. Cao 12 chị nha. Con này 300. Mình giật nậu hết cho chị. Một cái nồi nguyên khói tiếp theo nha. Nguyên khói dùng từ gì nha. Thằng dùng từ con này rất đẹp. Nắp lai thôi, không có nắp lai, nắp tàu khác thôi nè chị. Con này rất to, lục gà được chị nha. 19,24. Cao 16 chị nha. Đó. Con này là 350. Alo. 350. Bán rồi. Con số 11 cái sao chị nha. Đây là nồi có luôn lòng hấp chị anh nha, chị em nha. Con này thì miệng là 24 nha. Cao 17 đến 18 thôi chị nha. Này 350 luôn. Mà cũng còn rất đẹp. Tiếp theo là hơi mỏng nè. Cũng không mỏng nó chị nha, được thì có chét nhẹ lên nè. Có bị chấm chấm kia đi. Con này đã qua sử dụng gì nha. Đường kính 22, cao 9. Con này 250, 200, em cho 200 nha. Ừ, em lên nè. Số 12, 200k chị nha. Dùng từ nha. Quánh tiếp theo chị nha. Quánh này cũng không dày không mỏng, không mất nhẹ chị nha. Đường kính nó là 20, cao 9. Con này 250.
Tiếp theo hai đáy chị nha, hai đáy con này rất đẹp, dài nguyên khối chị nha, còn rất đẹp. Đường kính 19 phân rưỡi nha, cao 10 phân. Con này 250 luôn. Màu men này nè. Ở ngoài tôi hay có bể nha, nó bể từ bên trong. Nhưng mà con này nấu là không sao chị nha, nấu không sao em bao cho. Mắc xe con này lại cho chị nha, đường kính nó là 20. Cao 10 chị nha. Con này bán 350 cho anh chị. Con số 16 nha. Đây nó bị ố vàng, con này rất là dày nặng. Con này siêu nhật luôn chị. Hoa hồng ở đây nha. Nó bung này luôn kìa. Anh xeo này luôn nha anh chị. Nó bằng là men nha. Đây nút rồi, cái nút của tay màu đó đúng người ta luôn. Thôi cậy đi, cậy để xuống. Đường kính 21 nha anh chị. Cao 15 nha, con này rất là dày nặng. Em bán lỗi con này luôn là 300k. 300k là nó bị vàng. Nồi rất là nặng 2kg chị nha, nồi rất là nặng 2kg. Nồi mà 2kg ghê thiệt. Em xuống hả? Thứ 7 nha anh chị. Một cái lẩu men vuông anh chị. Lẩu lẩu men chị nha. Đường kính 25 nha anh chị. Cao 8 nha, em bán 300. 300 chị xài nấu lẩu nha. Đây là lẩu men chị nha, không nắp nha. Bao lẩu chưa? Quánh tiếp theo, như cái nồi hả? Cái quánh này nó xíu xíu à. Quánh 150 gì nha. Đường kính 15. Cao 8, 150. Hai trăm rưỡi nha anh chị. Số 18 trăm rưỡi nha, quánh nó xíu rồi. Quánh này cũng dễ thương, trăm rưỡi nha anh chị. Bên trong có đen nha. Đường kính 18 vậy nha. Cao đó 8 nha. 150 luôn. Tiếp theo. Quánh tiếp theo nha anh chị. Đường kính 19 nha. Sau vừa gì nha. Con này bán 200. Nắp vô lai gì ta, đậy nó mới sát, đậy mạnh mới sát. Thì được à. 20 200. Con này 250 gì nha. Quánh dùng từ hết nha. Đường kính 20. Cao 10, 250. Số 21, 250. Đổi trong mắt đi. Đổi xe quánh xe. Quánh này 150 gì nha. Đường kính 19 nha. Cao 8, 150. Nứt nha, nắp này nứt anh chị nha. Ngoài vận chuyển là ba bên mình vận chuyển nước sẵn. 23 chị nha, một cái quánh tiếp theo, còn là 200k. Đường kính 20 nha anh chị. Cao 9, 200k. Tiếp theo cái nồi men, con này thì nó bị xấu đế rồi anh chị, tay nó bị cháy thôi, nhưng mà nồi này cũng rất là xịn đẹp, nó bị xước bên trong này. Đường kính 18 nha anh chị, cao 14 nha. Còn bán 250 cho anh chị.
trải nghiệm. Ăn thêm một. Một cái nồi 25 nha. Rồi cho mình tắt cái chảo. Một cái nồi cắt to nha. Dùng từ chị nha. Nó không dày không mỏng, đường kính 29 củ bì nha, cao 11. 300 g. Sao giúp đem cho bà Sáu hả ơi? Cho bà Sáu lại chưa rau đi. Đây cái quánh rất dày nha, nhật nè, 3 nhật trên chị luôn. Quánh này rất dày đẹp chị, dày dữ dằn luôn. Quánh không nắp thôi là nó đã là 900 g mà gần ký chị. Đường kính 28 chị nha. Cao 8 300 g chị nha, 300 g. Bánh quá dày. Cái hàng 6 300 g. Một cắm nha, cắm thông kia nha. Tiếp theo em 7 nha, một cắm này 250 nha. Ấm này là rất đẹp bên trong, khoảng 3 lít đổ đầy nha, 3 lít đổ đầy nha. Nguyên nắp vậy thôi nha, không có like nha, cái kiểu đó vậy cho anh chị nha. Cái kiểu nắp không kêu là gì đó. 250, số 27. Rồi một cắm nha, xíu lít rưỡi gì nha. Dày lắm anh chị, nhỏ mà có giỏi mình. Con này 150 nha, con này khoảng lít rưỡi đổ đầy nha, 150. Nhỏ nhưng mà rất là nặng. Nhỏ như có vỏ để mình chị nha. Có lọc anh chị nha. 28. Tiếp theo ấm kêu nha, mà nó hơi xấu tay cầm nè chị nha. Rất là dày nha, được có cái nó dày. Được cái nó dày. Con này 200 g chị nha. Xấu cái tay. 200 g chị nha, rất là dày nha, dày dặn lắm. Có chữ nhật. Ấm này không kêu nha, không bao kêu nha. Ấm này không bao kêu, mở ra nó còn có duyên hơn nữa chị. Mở này bỏ được nè anh chị. Em bán không bao kêu 200 g chị nha, bự lắm, 3 lít nha, 200 g. Không kêu nha, nó cứ kêu rồi. Mà nó lai luôn nắp đó nè. Nắp đúng đâu có kích nha anh chị, số 30. Ấm khổng lồ em sale lại nè chị, 10 lít nha, 400 g. Có mớp nè chị nha, có mớp nhẹ đây nè. Ấm này bao nấu nước luôn á. 400 g nha, cũng giật cho chị ơi. Còn tem nè, 10 lít luôn. 10 lít luôn. 400 g. 10 lít. Không từ. Bây giờ một cái nồi lại nha, cái nồi men. Cái nồi này nó cũng có gì chứ, cái vàng dơ thôi. Để đây miếng nha chị, ở đây miếng nè. Bán giá xe cho anh chị xe chơi luôn coi. Con này Yushi Yuhi đến chị ơi. Đường kính 22 nha, cao 10, con này Yushi Yuhi cho anh chị. Con này bán 300 g cho anh chị nha. 300 g. Áp sức cái Thảo đây, áp sức là chuyện cái đó, áp sức ra có sao. Con này khoảng 2,5 lít vậy nha, 2,5 lít. Con này 500 vậy nha, 2,5 lít, 500. Dẹp cho Thảo. 500. 2,5 lít vậy nha. 2,5 lít nè. Tiếp theo con này 3 lít chị nha, đẹp lắm, dày dặn nha. Martin China, China xuất nhật chị nha, hai đáy nha. China xuất nhật, hàng này rất là dày, rất là nặng nha anh chị. Con này hả, 600. 600 nha anh chị. 3 lít chị nha, China xuất nhật rất dày, hai đáy chị nha. Hai lít rưỡi xem. Con rất đẹp nha, bao đủ đồ không bao gôn nha anh chị. Con này rất đẹp, mềm. 2,5 lít hai đáy nha. Con này 550. 2,5 lít. 5,5 lít, 2,5 lít rồi.
5,5 hay 5,5 gì nha. Số 35 nha chị, số 35. 36 một cái nồi bạc 2,5 lít 3 lít nha. 2,5 lít thôi nha, 2 đáy nha chị. China xuất nhật nha, 2 đáy nha. Thế mạnh là thiếu tay rồi. Cái này thiếu tay chị nha, em bán thiếu một tay cho anh chị chơi luôn. Em bán nhiều cái nồi cho anh chị nha. 400k. Loại thiếu tay chị nha. Cũng ghê, cái này thiếu tay chị. 400k như cái nồi chị nha. Hai đáy dùng áp sức được nha. Lỡ rồi. Tiếp theo chảo. Tiếp theo số 37 nha, cái chảo Pháp nha, có từ chị nha. Bên trong vẫn còn tương đối đẹp, đã qua sử dụng nha anh chị. 250 gì nha, cái chảo 250 đường kính 23 phủ bì nha, cao 6. 250 gì nha, Pháp nha. Em quay căn cảnh cho. Nó bị dính dơ đây nè. Bị ta đốt gì đó mà chưa chuột xót. Pháp nha, nguyên khối anh chị, rất là dày nha. Còn nó cả ký lô 700-800g. Tiếp theo con Nhật cái tiền nha. Con này 200k chị nha, Nhật. Đã qua sử dụng nha anh chị. Đường kính 27 nha. Cao 6 200k. Đường kính 27 cao 6 chị nha, cái bông có. 200k. Tiếp theo cái chảo nhôm nha, không từ chị nha. Cái này nhôm không từ nha anh chị. Nhôm không từ có sức nhẹ này miếng này nha. Lòng này còn đẹp cho sức nhẹ. Đường kính 27 nha anh chị. Cao 6. Con này cũng 200k. Cái này cũng phải nắp cá, cái này cũng nồi cá. Chảo không tay nha, cũng Nhật anh chị có từ nha. Đường kính 27 anh chị. Cao 6 nha, con này 250. 250 anh chị. Tiếp theo số 41 chị nha, 41 là cái này chảo này chảo nhôm. Đường kính khoảng 23 phân chị nha, đường kính là khoảng 23 phân này là mút chị nha, dính mút giờ. Đó qua sử dụng nhưng cũng còn rất đẹp. 27 phân cái lộn. Đường kính 29 lên về phủ bì nha, 6 phân. Còn 250. 01. Đập chảo cho bà liêu kìa. Đập chảo với cưng vậy. Chảo bằng nóc rồi. Để chung nha, 200k. Một cái chảo này một cái xíu xíu rồi. 200k hả nè. 200k. Cái chảo nhôm nhôm gì nha. Đường kính 26 nha. Con này là 200k. Tiếp theo chảo này 150 chị nha, của Pháp nha. Pháp. Đã qua sử dụng chị nha, của Pháp. Đường kính nó 13 23 cao 4. 150. 44 chị nha, 150. 45. Có từ nha, rồi có từ anh chị. Còn 200 chị nha, đường kính nó là 16 26 26 6 pháo 200. 45. Nhôm này có giống dính chè xước nhẹ nè. 150 gì nha. Đường kính 20. Cao 9 nha, 150. Bánh nhôm không từ gì nha, nhôm không từ. 150 nha, 46. 150 một cái chảo Pháp nha chị. Qua sử dụng rồi, ra đường kính 27. Cao 6, 150 gì nha. 47. Ừ. Rưỡi luôn các bạn. Một cái chảo đâu qua sử dụng gì con này nhôm rất đẹp nhưng bên trong nó hơi xước nè, xước mà nó có sắn ốc nha. Mình thấy nha, nó xước anh chị nhưng mà sử dụng được nha, sử dụng có ok, xào chiên là ok nha anh chị. Con này 200k. 48. Một quả đá. Nhôm nha anh chị. Rất to, khổng lồ, khổ lòng. Nước men nó bị chóc nhẹ đây nè. Con này xài còn được lắm. Chiên cơm cũng được.
nấu rồi kho được luôn, nó một miếng thanh chín được rồi. Cao chín nha, con này 200 bự chà bá luôn, 249. Con này của Pháp nè chị ơi, bạn sướng lắm nha, của Pháp anh chị, của Pháp mà sướng anh chị, nếu sử dụng con này chị nha, sử dụng khá tốt. Con này 200 nha chị nha, nó sướng thật nhiều nha, được 9,9 anh chị. Cao 8 nó sướng nhiều nhưng mà sử dụng được ở làm chiên á, chiên xào cũng được chị nha, 200 cho của Pháp chị nha. Rồi em xin gặp anh chị lúc 14 giờ chiều mỗi ngày, tăng Nguyễn TV nha. Em ở công chiếu nên anh chị cứ gọi trực tiếp lên số like cho em rồi đặt hàng nha, nhiều khi nhắn tin em đọc không được chị nha, thời gian chị có thể gọi cho em, nhớ like cho em nha, và hẹn gặp lúc 14 giờ chiều Tăng Nguyễn TV nha, bye bye.